chồng nhìn nhau tình đời ngang trái. Anh em vừa nghe bên em hát trên chính bộ mic Lyric Acoustic VS800, một bộ mic giá rất là tầm trung và rất là vừa phải với tất cả túi tiền của anh em, giá chỉ 3.600.000 đồng thôi. Anh em đã sở hữu được một bộ micro chính hãng của Lyric Acoustic, và như đầu video anh em cũng có thể nghe thấy, bên em hát trên chính bộ micro này sử dụng một con vang số rất là bình dân, Lyric Acoustic LX8. Hát rất là nhẹ nhàng đúng không ạ? Và tiếng mic rất là bắt. Anh em để ý với những ca khúc bên em hát thì để tiếng mic, để cái mic này ra xa khỏi miệng, nó vẫn rất là bắt. Và tiếng mic cũng rất là dày, trầm ấm, để anh em có thể hát ca kê với chính bộ micro BS800 này. Và với bộ micro BS800 này, sóng sánh nó cũng rất là ổn định. Anh em có thể chơi trong các khoảng không gian từ 70-80m đến 100m, anh em có thể sử dụng với những dàn, với những show sự kiện nho nhỏ, anh em cũng có thể sử dụng với bộ micro Lyric Acoustic BS800 này. Và đây là cái mặt của nó. Mặt của nó đây, một màu đen nhám anh em nhá, một màu đen nhám. Và logo Lyric Acoustic mã BS800 được giới thiệu với tất cả anh em trên kênh quá nhiều rồi đúng không ạ? Và tăng giảm vô âm lượng, tăng giảm tần số, set. Và ở đây, ở mic này thì đầy đủ các chức năng như cảm biến tự ngắt, rồi có cảm biến có giọt sóng sạch để anh em có thể sử dụng. Đầy đủ chức năng, anh em có thể sử dụng rất là dễ đúng không ạ? Cảm biến tự ngắt, rồi có giọt sóng sạch. Anh em có thể quét với các tần số sóng phù hợp với không gian để nó tìm được các giải sóng sạch, không nhiễu tạp sóng để anh em có thể sử dụng đúng không ạ? Một màu đen rất đẹp đúng không ạ? Một màu đen nhám. Và mặt của nó sẽ là mặt hơi vát cong anh em nhá, mặt hơi cong. Anh em có thể nhìn thấy mặt hơi cong ra, nhìn nó rất là chuyên nghiệp và rất là đẹp ở đây đúng không ạ? Thiết kế với hai dâu anten sử dụng cho các ca kê gia đình quá là thoải mái rồi. Và ca kê sự kiện anh em cũng có thể sử dụng với bộ micro này được. Rất là ok và rất là ổn áp anh em nhá. Đây, rất là xịn sò với bộ micro này. Thì với các chức năng, với các cái chất âm của nó thì em cũng đã lên rất nhiều các video để giới thiệu với tất cả anh em về cái bộ micro BS800 này rồi. Anh em có thể tìm lại bằng cái gõ Lyric Acoustic BS800 Xuân Tuấn Audio để anh em có thể tham khảo, có thể tìm hiểu chi tiết về cái bộ micro BS800 này. Hôm nay thì ca kê trên chính bộ micro này và con vang cơ và vang số giá rất bình dân thôi anh em nhé. Lyric Acoustic LX8 với giá chỉ 3.3 triệu thôi. Nhưng anh em có thể nghe thấy với tiếng echo, tiếng reverb, rồi mic hát rất là bắt đúng không ạ? Mic hát rất là bắt mic và để xa miệng nó vẫn còn hút được tiếng mic, anh em có thể thấy rất là phù hợp cho phòng ca kê gia đình của anh em. Và giá nó thì em phải nhắc lại, nó là 3.6 triệu và rất phù hợp và rất vừa túi tiền cho anh em. Quá ổn áp, 3.6 triệu thôi. Thì ok, anh em có nhu cầu mua hàng thì nhớ liên hệ với em qua số điện thoại bên dưới. Xem video thì nhớ like, đăng ký kênh để xem các video mới nhất anh em nhé. Anh em cùng đeo tai nghe, bên em sẽ hát tiếp trên mic BS800 và bộ cùi ở đây để anh em cùng tham khảo với bộ mic vang và đẩy ở đây. Rất là ok cho anh em cùng nghe đúng không ạ? Mời anh em cùng đeo tai nghe và thưởng thức chất âm anh em nhé. Mặt đắng tình yêu trong biển sâu, sắc pháo nhà ai em về với người. Sáng mang một chuyến xe hoa, cô đơn ta nhớ nhau hoài, mùa nắng nắng ai cố mình mang theo khỏi nhớ, trả lại em chuyện ngày xưa, xót lên sâu trách ai vô tình. Chuyện đêm mưa kỷ niệm nào buồn không em, dấu tình sâu nào khô đi phai, đêm tâm sự sao tôi vẫn nhớ. Vẫn cô đơn
sát từ kẻ nào không em, tuốt phần trời đời tôi yêu.